Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, hãy thu hồi và tiêu hủy cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Hôm nay, sau nhiều ngày theo dõi sự kiện nhà xuất bản văn học trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp cùng với công ty Chí Việt phát hành cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Kể từ khi cuốn sách đến tay bạn đọc đã tạo nên dư luận trái chiều mà số đông đã phản ứng mạnh mẽ về những nội dung sai sót của cuốn sách. Tôi chưa viết bài bình luận vì để có thời gian tìm hiểu và nắm chắc những vấn đề liên quan nhằm thận trọng khi xem xét những vấn đề hệ trọng như thế này. Và cuốn sách tôi thấy với trách nhiệm là một công dân, một đảng viên, một cựu chiến binh, một sĩ quan cao cấp của quân đội, của nhà nước và của đảng, thấy rằng mình cần phải có ý kiến để góp thêm tiếng nói yêu nước, yêu chế độ, lên án những kẻ đang thực hiện âm mưu xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ quân đội và xúc phạm vai trò lãnh đạo của đảng. Việc đầu tiên tôi kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản hãy ra quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi các sách đã bán và buộc nhà xuất bản văn học phải bồi hoàn tiền cho người mua, đồng thời xử phạt nặng về việc làm sai trái này. Việc thứ hai tôi đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tổ chức đảng nhà xuất bản văn học và những người liên quan đã phạm sai lầm không thể chấp nhận này. Việc thứ ba tôi kiến nghị tới Tổng cục Chính trị hãy tham mưu cho Quân ủy Trung ương có văn bản đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm điểm hội đồng thẩm định bản thảo cuốn sách vì đã để những sai sót nghiêm trọng xảy ra khi đồng ý cho xuất bản và xử lý trách nhiệm của người chủ trì hội đồng này và dù bất cứ người đó là ai. Đồng thời tổ chức mời ông Lê Mã Lương vào đối chất làm rõ sai trái và kiến nghị của nhà nước xử lý ông theo thẩm quyền. Cuối cùng, tôi đề nghị hãy công khai tất cả những vấn đề trên để đồng bào yêu nước, yêu chế độ và những cựu chiến binh, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang biết để thấy rằng tất cả những ai xúc phạm anh hùng liệt sĩ, xúc phạm sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ quân đội, xúc phạm quân đội, đảng đều phải được xử lý. Vậy vì sao tôi lại đề nghị những vấn đề trên? Trước hết, vì đây là tâm tư, tình cảm của tất cả những người yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên quyết bảo vệ đảng, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ sự thiêng liêng cao quý của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thứ hai, vì sai sót này là cực kỳ nghiêm trọng, lại có hệ thống, nằm trong âm mưu xét lại lịch sử nhằm làm suy yếu chế độ, làm phân hóa nội bộ đảng, tiếp tay cho âm mưu bài Trung phò Mỹ, lật sử dựng cờ vàng, thay chế độ của các thế lực thù địch, tiến hành diễn biến hòa bình chống phá chế độ ta. Với tư cách là người đã theo dõi, chỉ đạo cơ quan thẩm định bản thảo cuốn sách này khi còn đang trên cương vị Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi đã yêu cầu nhà xuất bản quân đội buộc tác giả phải biên tập lại, sửa đổi và cắt bỏ những nội dung chưa đủ cơ sở, sai sự thật, mà nếu để nói thì hậu quả hết sức to lớn, ảnh hưởng xấu đến quân đội, đảng và nhà nước ta. Là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước và quân đội. Thế nhưng tác giả đã không biên tập lại, không sửa chữa những tư liệu không có cơ sở kết luận và đặc biệt đã không cắt bỏ những nội dung sai sự thật. Đồng thời tác giả cũng có những phát biểu đưa lên phương tiện truyền thông bảo vệ cho những nội dung sai trái đã viết trong cuốn sách này. Có thể dẫn chứng một số vấn đề như sau. Về thể loại, có thể khẳng định đây là một cuốn sách tạp nham, không thuộc bất cứ thể loại nào. Xin hỏi hội đồng thẩm định và tác giả là ông Lê Mã Đương, dựa vào cơ sở nào các vị cho đây là cuốn hồi ký? Đây là cuốn hồi ký trong kết luận của hội đồng thẩm định, trong khi cuốn sách tập hợp đủ mọi các thể loại, tài liệu, bài báo cáo, bài báo, một số bài viết, danh sách. Trong khi tác giả chủ biên chưa một ngày hoạt động làm việc ở quân chủng hải quân, cũng không có mặt tại trận Gạc Ma vào ngày 14, ngày 15 tháng 3 năm 1988. Vậy lấy gì gọi là hồi ký? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phải chăng khi đánh giá cuốn sách lúc tôi còn làm việc, chúng tôi cho rằng sách không nằm trong thể loại văn học nào, thì nay hội đồng này, cả vú lấp miệng em, bằng một kết luận sai trái rằng đây là cuốn hồi ký tập hợp các bài viết ghi lại ký ức. Thứ hai, ông Lê Mã Đương nhất quán từ đầu đến nay đã khẳng định chỉ huy cao nhất của Bộ Quốc phòng ra lệnh không được nổ súng và ông còn bịa ra câu chuyện họp Bộ Chính trị ông Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và để chứng minh cho điều đó ông bịa ra chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh trong cuốn sách là Nguyễn Văn Luyện kể lại vì cấp trên ra lệnh không được nổ súng nên ông không bắn chết tên chỉ huy lính Trung Quốc. Nay công ty Chí Việt đã làm cái bung sung nhận lỗi.
Thay ông thông báo đính chính vì khâu biên tập sơ sót từ chỗ cấp trên ra lệnh không được nổ súng trước nên tôi không bắn. Song càng giấu đuôi lại càng hở đầu. Nếu cấp trên ra lệnh như vậy, sao trong khi lính Trung Quốc đã bắn anh em ta hy sinh, Lanh lại không bắn? Chỉ có một sự thật, như anh Nguyễn Văn Lanh nói, họ đến gặp thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình và họ đặt vấn đề, trong đó nói họ mớm cho tôi trả lời theo ý của họ. Vậy vì sao lại mớm cho anh Lanh, một anh hùng nay đã không còn, mình vẫn nói như vậy? Mục đích rõ ràng là để xuyên tạc sự thật lịch sử, vu cáo người chỉ huy cao nhất của quân đội, hạ thấp vai trò, uy tín và lòng tin của nhân dân đối với quân đội. Cùng việc này, khi phát biểu, ông Lương còn gợi ra một số vấn đề với động cơ bôi nhọ quân đội, nơi đã giáo dục, rèn luyện, nuôi dưỡng, đào tạo ông trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh quân đội. Ông nói như sau: tại sao đơn vị đóng ở đảo Sinh Tồn không chi viện cho Gạc Ma? Tại sao Gạc Ma mất mà quân Lin, Landao lại không mất? Phải chăng ông lên tướng mà không cần biết tầm bắn của pháo 85 ly, làm sao có thể vô tới được 20 km? Hay ông muốn mất tất cả Landao và quân Lin thì lúc đó ông mới thỏa lòng? Chỉ một từ trước mà ông bỏ đi đã tiếp tay cho bọn chống phá chế độ, chống phá quân đội, nhà nước và đảng ta. Thế mà chỉ một câu xin lỗi và một tờ giấy đính chính là xong sao? Còn tên chương 4, sự thật không thể lãng quên. Ngay tên chương đã gợi lên một điều mà từ trước đến nay những gì chúng ta tuyên truyền đã qua là chưa đúng sự thật. Còn bây giờ cuốn sách này cũng giống như bộ sử 15 tập, cho mình cái quyền bịa đặt để rồi nói rằng lần đầu tiên chúng tôi nói ra sự thật như vậy. Xin hỏi từ tháng 4 năm 1988 đến nay đã ai lãng quên? Cái sự thật bịa đặt đã nhận là sai thì chương này còn có giá trị hay không? Khi mà cả người sống cũng bịa ra là chết, đến nỗi anh Mai Xuân Hải, cựu binh Gạc Ma, phải sửng sốt thốt lên: tôi còn sống sao lại bảo tôi đã chết? Phải chăng dưng ra cái chết của anh Hải cùng với câu anh vừa từ trần để lại vợ và bốn đứa con thơ côi cút trong cảnh gia đình nghèo khó, để từ đó ngầm phê phán đảng và nhà nước không quan tâm đến cán bộ chiến sĩ đã bảo vệ Gạc Ma? Tôi chỉ nêu một vài dẫn chứng để thấy rằng đây không phải là một tác phẩm văn học, nội dung chứa đựng nhiều sai phạm chính trị rất nghiêm trọng, cùng bản hòa tấu xét lại xuyên tạc phủ nhận lịch sử. Tác hại của nó là khó lường. Nguy cơ của chủ nghĩa xét lại đang tìm mọi cách để phủ nhận, bóp méo lịch sử. Những đề nghị của tôi cũng là mong muốn của tuyệt đại cựu chiến binh Việt Nam, của tuyệt đại cán bộ chiến sĩ và đồng bào yêu nước. Kính mong các cấp trên xem xét, xử lý.